Vận hạn năm 2023 của tuổi Tý. Tam tai còn gây họa nhưng có điểm sáng về tình duyên gia đạo. Xem tử vi tuổi Tý năm 2023 ở các phương diện: công danh, sự nghiệp, tiền bạc, vật chất, tình duyên gia đạo, sức khỏe, vận hạn. Đánh giá chung về tử vi của người tuổi Tý trong năm 2023. Sang năm Quý Mão, vận trình của tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước, do phạm hình thái tuế lại bước vào năm thứ hai của hạn tam tai. Con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài chính đến sức khỏe. Về công việc, có sự ngăn trở mà đường số khó xử lý nên mọi việc không thể tiến hành tốt thêm. Họa tiểu nhân treo trên đầu, người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Luận về tiền bạc, bản mệnh có nhiều sự trăn trở về vấn đề tiền bạc trong năm 2023. Tài vận chưa được thật sự ổn định, lại có nhiều hung tinh chủ về hao tài xung chiếu. Đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh phải tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Luận về phương diện sức khỏe, do trong năm vẫn còn nhiều vận hạn nên con giáp này vẫn cần cân đối việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn thận khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà. Đặc biệt, người tuổi Tý được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, hạn chế đến vùng nước để bảo vệ bản thân. Luận về phương diện tình cảm, điểm sáng duy nhất của người tuổi Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm. Đào hoa xuất hiện, người độc thân có thêm nhiều cơ hội thoát ế. Người đã có đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng. Gia đình luôn là động lực lớn lao giúp cho người tuổi Tý đứng vững trước mọi khó khăn và sóng gió. Chi tiết tử vi tuổi Tý năm Quý Mão 2023. Căn cứ vào mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên Quý Mão, cũng như hệ thống sao chiếu mạng mà định đoán hung cát ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm hay sức khỏe, vận hạn của người tuổi Tý trong năm Quý Mão. 1. Tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong năm 2023. Bước sang năm 2023, chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này, cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, gặp nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà người tuổi Tý khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm 2022 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần người tuổi Tý phải cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai lặp đi lặp lại khiến cho bạn dù cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm 2023 còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Tương ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song nhờ vào sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của người tuổi Tý dần dần được nâng cao.
Chính ẩn cho thấy trong năm 2022, bạn nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. 2. Tử vi tài lộc của tuổi Tý trong năm 2023. Nối tiếp tử vi năm Nhâm Dần 2022, sang năm mới 2023, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ. Lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt như mức kỳ vọng. Tài chính chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài trổ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn có thể bỏ tiền tuổi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc người tuổi Tý cần chậm lại một chút để suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan tới công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền của về vấn đề sức khỏe. Bạn nên chỉ chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. 3. Tử vi tình duyên của tuổi Tý trong năm 2023. May mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh, nên con đường tình duyên của người tuổi Tý đón nhiều tin tích cực. Đào hoa khoe sắc đem tới nhiều tác động có lợi cho người độc thân. Cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo sẽ không có người đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này mà trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa phượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có tình cảm với nhiều người. Song, nếu không hành xử chuẩn mực, bạn gây rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, đôi bên trở thành là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào. Vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo ấm êm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp người tuổi Tý giải tỏa được áp lực về cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thật có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Tý. Bước sang năm mới 2023, nhận định hung vận trong năm khá lớn nhắc nhở người tuổi Tý cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đạo. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống, người tuổi Tý nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghỉ ngơi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bạn mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2023 này, việc xuất hành đi xa được tính toán phải thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất, nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân, đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước,
tránh hạn chế đến các vùng nước để bảo vệ cho bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn khiến mọi chuyện đổ bể gặp xui xẻo. Luận về từng tuổi Tý trong năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tý sinh năm 1948, Mậu Tý. Người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 bước sang năm 2023 đã ở tuổi thất thập. Sức khỏe là vấn đề cần được quan tâm, chăm sóc hàng đầu. Do ảnh hưởng của hình thái tế nên sức khỏe có phần giảm sút. Lúc này bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, suy nghĩ tích cực thì bệnh tật tự đẩy lui. Tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm thì cơ thể tự khắc sẽ khỏe mạnh. Rất may là gia đạo hài hòa, con cháu ngoan ngoãn, giỏi giang nên cũng mang tới động lực, tinh thần rất lớn cho con giáp này. Ở tuổi này bạn nên cậy nhờ con cháu, không nên quá sức đắm đường, kẹo rước nhọc vào thân. 2. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ở tuổi này, đa phần người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đều đã về hưu, cuộc sống có đôi chút xảo trộn về nề nếp sinh hoạt, không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của bạn quá lớn. Nhưng chỉ cần bản mệnh điều chỉnh lại một chút là không có vấn đề gì đáng ngại. Thường ngày, người tuổi Canh Tý thường xuyên trò chuyện với con cháu, bạn đời để tâm lý thư thái, cũng giúp cho gia đình hòa thuận. Những người vẫn còn trong thời gian làm việc hay kinh doanh sản nghiệp có thể gặp nhiều vất vả hơn. Toàn tỉnh không theo kịp tình hình thực tế khiến bạn phải chật vật điều chỉnh, đôi lúc cũng phiền lo vì những thua thiệt. Con giáp này cũng nên lưu ý hơn về vấn đề sức khỏe, hạn chế đi xa mà phải tự mình điều khiển xe cộ. Bạn cũng nên liệu sức mà làm việc, tránh ôm việc nặng nhọc kẻo tổn hại tới thân thể. 3. Tuổi Tý sinh năm 1972. Xem tử vi năm 2022 cho thấy do bị hình thái tế khắc chế, công việc hay làm ăn của người tuổi Tý sinh năm 1972 trong năm 2023 đều gặp những trải ngại nhất định. Sự thận trọng nên được đặt lên hàng đầu. Cạnh tranh nhiều hơn, bản mệnh cũng có thể bị tiểu nhân hay đối thủ gây khó dễ. Không phải lúc nào người khác tỏ ra sợ lợi cũng là thật tâm với mình. Bạn nên có lòng đề phòng để không bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt công lao. May mắn là tình cảm của người tuổi Tý trong gia đình được củng cố chắc chắn, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười nhờ sự đoàn kết của các thành viên. Mọi người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau nên gia đạo cũng ấm êm, vợ chồng cũng có sự thấu hiểu và bao dung. 4. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bản mệnh đang ở độ tuổi 90 của sự nghiệp, chắc chắn sẽ có nhiều tham vọng và mục tiêu lớn lao muốn thực hiện. Song vận khí chưa thật sự ổn định, dù làm việc lớn hay việc nhỏ cần cân nhắc cẩn thận. Năm có họa tam tai treo trên đầu, mọi việc nên được tiến hành tuần tự, có kế hoạch rõ ràng. Đặc biệt bạn nên kiên trì với những việc mà mình đang theo đuổi, chớ nên bỏ giữa chân. Kẻo vừa hoang phí công sức từ trước đó mà sau này dù có khởi động lại cũng dễ gặp nhiều trở ngại, không được suôn sẻ và dễ thất bại. Cạnh tranh trong năm cũng không phải là ít, kiến nghị người tuổi Tý phải có lòng đề phòng người và tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn, nhưng không đánh đổi quá nhiều kẻo rơi vào cái bẫy gặp. 5. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Với người tuổi Bính Tý, bước sang năm 2023 tiếp tục là một năm thách thức dành cho con giáp này. Khó khăn, vất vả là điều không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh và tích cực những kinh nghiệm quý giá cho mình. Trong các mối quan hệ, bạn tốt nhất nên giữ thái độ cầu thị và lắng nghe, hạ thấp cái tôi để luôn giữ được ấn tượng tốt với những người xung quanh.
Bản mệnh là con giáp có cá tính mạnh mẽ, song đôi khi chính vì thế mà cũng gây ra nhiều khúc mắc với người khác. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, dù là người độc thân hay người đã có đôi đều trải nghiệm vui vẻ. Đặc biệt, người độc thân nên chủ động mở lòng, đón nhận sự quan tâm và theo đuổi từ người khác giới để sớm tìm được một nửa phù hợp cho mình. 6. Tuổi Mậu Tỵ sanh năm 2008. Sang năm mới, tình hình học tập, thi cử của người tuổi Mậu Tỵ có thể tiến triển tích cực. Tuy nhiên, tâm tính nảy sinh nhiều bất ổn, nếu không được gia đình và giáo viên kịp thời động viên khích lệ, e rằng sẽ bị thụt lùi về thành tích hoặc gặp phải những rắc rối liên quan đến bạn bè hoặc ngoài xã hội. Tình hình sức khỏe của con giáp này ổn định, cần quan tâm tới vấn đề phát triển song song giữa thể chất và tinh thần.